Theo báo cáo mới nhất của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI, dự báo lợi nhuận ngân hàng tăng cao trong quý 1 năm 2021. Dự báo 3 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận ngân hàng có vốn nhà nước tăng 80% nhờ giảm áp lực trích lập dự phòng và chi phí tiến dụng cũng theo SSI, ước tính lãi trước thuế của nhiều ngân hàng sẽ tăng khoảng 55 đến 65% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, dự kiến mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45 đến 55%. Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 75 đến 85% do đã tăng cường trích lập dự phòng. Cả năm 2021, lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng theo ước tính của SSI tăng trưởng 24% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 15% so với cùng kỳ và chi phí tín dụng theo dự báo của HSBC, tiết kiệm ngân hàng vẫn sẽ là kênh an toàn đối với người dân trong thời gian tới. HSBC cho rằng lạm phát trung bình của Việt Nam trong năm 2021 dự kiến khoảng 3%, việc duy trì tỷ lệ lạm phát dưới mức 4% sẽ tạo điều kiện để ngân hàng nhà nước giữ vững quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và phù hợp trong suốt cả năm 2021. Mặt bằng lãi suất đầu vào và đầu ra sẽ không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vẫn chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, nhiều ngành hàng sẽ phải mất 1 đến 2 năm để phục hồi, nên các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu cũng sẽ gặp rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, kênh tiết kiệm ngân hàng vẫn sẽ là kênh an toàn đối với người dân. Vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất, tổng mức giảm 1,5 cho đến 2% một năm đối với lãi suất điều hành. Đáng chú ý trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng đã thực hiện các chính sách miễn giảm phí dịch vụ như là thanh toán, ban hành thông tư điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2020, dịch COVID-19 như cơn sóng thần càn quét ngành du lịch trong nước và thế giới. Theo đó, ngành du lịch Việt Nam cũng bị ảnh hưởng hết sức trầm trọng. Cụ thể, năm 2020, lượng khách du lịch quốc tế giảm 79,5%, khách nội địa giảm 34%, tổng thu du lịch giảm 58,7%, tương đương với gần 60% lao động mất việc làm hoặc cắt giảm lao động. Công suất buồng phòng các khách sạn chỉ đạt 10-15%, gần 90% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đóng cửa. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất quy định mới về mức hỗ trợ học nghề đối với lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng mất việc làm được hỗ trợ hai gói như sau. Gói thứ nhất, nếu tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng Mức hỗ trợ được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng trên một người trên một khóa đào tạo. Gói thứ hai là đối với người lao động tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian theo học theo nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng trên một người trên một tháng. Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc từ 14 ngày trở xuống là tính một nửa tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã xuất siêu 1,81 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 3 từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 3 đạt 26,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2 năm 2021. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3 đã đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3 đạt 122,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,2%, tương ứng tăng 23,8 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020. Trong nửa đầu tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 239 triệu đô la Mỹ, tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 3, Việt Nam xuất siêu 1,81 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, dù chưa kết thúc quý 1, nhưng với kết quả vừa qua và đà tăng trưởng liên tiếp gần đây, có thể thấy hoạt động xuất nhập khẩu đang có sự khởi đầu năm ấn tượng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về quản lý bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong khi dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam có giải pháp tạm thời tham mưu cho lãnh đạo bộ để quản lý bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức bot trong thời gian dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản trên cơ sở báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam về đề nghị tiếp nhận quản lý bảo quản tài sản công bảo trì các dự án theo hình thức hợp đồng bot trong thời gian chuyển giao dự án bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam căn cứ vào quy định pháp luật về trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản chuyển giao cho nhà nước theo hợp đồng dự án đối với hình thức đối tác công tư và quy định pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ còn lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án theo quy định của pháp luật. Trước thông tin bảng giá đất mới tại nhiều địa phương được điều chỉnh tăng khiến cho tăng giá bất động sản, đại diện tổng cục quản lý đất đai khẳng định việc này là không chính xác vì theo quy định của luật đất đai năm 2013, bảng giá đất do các địa phương công bố áp dụng trong 5 năm, trong trường hợp đặc biệt thị trường thay đổi lớn mới phải điều chỉnh. Cụ thể, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên trở lại do có nhiều quy hoạch mới, hệ thống sân bay, hệ thống giao thông hoặc một số địa phương chuyển đổi từ huyện thành quận khiến bất động sản nhà ở của đô thị khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, xu hướng người dân đổ vốn vào bất động sản nhà ở nghỉ dưỡng cũng làm tăng giá. Ngoài ra, do kiểm soát Covid-19 hiệu quả, Việt Nam trở thành điểm đến an toàn cùng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do dẫn tới có luồng dịch chuyển đầu tư quốc tế về Việt Nam. Trong khi đó, nguồn đất dành cho khu công nghiệp, khu chế xuất chưa mở rộng được nhiều cũng khiến giá đất tăng lên. Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã kiến nghị một loạt giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả hơn thị trường bất động sản và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tạo sốt đất ảo để trục lợi. Hội môi giới bất động sản Việt Nam kiến nghị chính quyền các địa phương phải vào cuộc quyết liệt để kiểm soát mọi hoạt động sử dụng đất đai, thực hiện các dự án đầu tư, giao dịch đất đai, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp quản lý hiệu quả các đối tượng tham gia chuỗi giao, chào bán, tổ chức giao dịch trên địa bàn. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng kiến nghị chính quyền và các cơ quan chức năng cần cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương phát triển kinh tế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hoạt động tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng lớn tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. bộ giao thông vận tải vừa quyết định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần cao tốc bắc nam đoạn quốc lộ 45 nghi sơn sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý chuyển sang phương thức đầu tư công. theo đó dự án sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp phương thức đầu tư công giảm khoảng 800 tỷ đồng chủ yếu do không phải trả lãi vay thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm hoàn thành vào năm 2023. Ngày 22 tháng 3, thành phố Hà Nội đã công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị trong 4 quận nội đô lịch sử gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Tổng diện tích 4 quận nội đô này là 2.709 ha với dân số hiện tại gần 900.000 người. Với việc quy hoạch được thông qua, Hà Nội đặt quyết tâm không xây dựng nhà cao tầng trong nội đô và từ nay đến năm 2030 sẽ giảm 215.000 người, xuống còn 672.000 người, dân số hiện tại gần 900.000 người. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tăng thêm 15% so với mức của tháng 12 năm 2021. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức đề xuất tăng 15% nhằm đảm bảo bù đắp chật giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động từ yếu tố lạm phát và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của năm 2019, 2020 và năm 2021 do trong năm 2020 và năm 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao độ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch điện 8. Trong văn bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quy hoạch điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hay còn gọi là quy hoạch điện 8 là quy hoạch hết sức quan trọng, đúng ra phải hoàn thành trình Thủ tướng vào tháng 10 năm 2020 nhưng đã bị chậm Chính phủ sau đó cũng có nghị quyết giao cho Bộ Công Thương trình trong tháng 1 năm 2021. Việc này trong thường trực chính phủ cũng đã giao cho Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong thời gian qua. Tuy nhiên cho tới nay, quy hoạch điện 8 còn chưa hoàn thiện, khó kịp ban hành trong nhiệm kỳ này của chính phủ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch điện 8 với chất lượng tốt nhất, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước. Tổng kết giai đoạn 2016-2020, mặc dù trải qua nhiều thách thức đan xen, nhất là dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, tác động mạnh đến nền kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn các mục tiêu quan trọng cơ cấu lại nền kinh tế của Quốc hội giao cho chính phủ vẫn hoàn thành. Trong 14 trên 19 mục tiêu hoàn thành thì có tới 6 mục tiêu hoàn thành vượt xa so với kế hoạch đề ra như nợ công hàng năm, nợ chính phủ, tỷ trọng lao động nông nghiệp. Tuy nhiên, con số 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 đã không đạt được. Ngân hàng Standard Chartered vừa tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên sâu về đầu tư với chủ đề Tổng quan đầu tư tại Việt Nam năm 2021. Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại mức 6 cho đến 8% trong năm nay và những năm tới với triển vọng kinh tế tươi sáng, sự ổn định xã hội, những thành công trong kiểm soát dịch Covid-19, tăng trưởng lợi nhuận của thị trường chứng khoán và bất động sản đạt cao hơn so với các nước khác trong khu vực, Việt Nam tiếp tục mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Các chuyên gia kinh tế của Standard Chartered dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại mức 6 đến 8% trong năm nay và những năm tới. Trước đó, các tổ chức quốc tế như ADB đánh giá mức tăng trưởng GDP Việt Nam là 6,1%; ADBC với mức dự báo tăng trưởng kinh tế 7,6%. Hiện chính phủ đang đặt ra mục mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2021.